Có hai dạng, một là mấy bạn nó có bằng cấp gì đó học đại học hoặc cao đẳng bên Việt Nam á chị, rồi xong rồi qua đây thì tự các bạn nó đi tìm doanh nghiệp luôn hay là mình tự làm, thì bây giờ chi phí mình chia ra như thế nào? Hiện tại á, ngành nghề mà bạn có trong tay á, và cái bằng cấp của bạn, cái ngành nghề nghĩa là chị nói là công việc, thứ hai là cái bằng cấp, và thứ ba là tiếng Anh, là ba thứ mà mình sẽ cần cho một cái visa lao động 482. Vậy Bốn nếu như mà dạ. em nói là một bạn chỉ có biết bằng cấp thôi, học cái bằng cấp ở Việt Nam rồi đi qua Úc đi du lịch mà nó chuyển qua visa lao động á, là phải xem thử là bạn ở chuyên môn gì. Ví dụ em nói là một bạn quản trị kinh doanh, à tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, đang làm quản lý công ty, giám đốc này giám đốc kia gì đó, về qua bên kia đòi đổi qua visa lao động á, thì giờ tiếng Anh có hay không? Ờ, phải học tiếng Anh cái đã, chưa có tiếng Anh mà. Cái thứ hai là những ngành nghề chuyên môn cao như vậy á, thì thực tế là đi kiếm job bảo lãnh chi phí họ lấy rất là mắc luôn. Trừ khi bạn ấy giỏi thật sự và người ta tuyển bạn, người ta bảo lãnh cho bạn không có gì để nói. Nhưng bạn chưa có tiếng Anh mà làm quản trị kinh doanh ở bên Úc thì làm gì có chuyện tự nhiên người ta tuyển một ông không có tiếng Anh vô để mà đi hậu. Không bao giờ. Họ tưởng du học sinh ở Úc họ không muốn như vậy sao? Du học sinh học 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 hành chạy vi chóc vẩy đó rồi định cư không được. Bây giờ chuyển có 482 đó hoặc 485 xong rồi hết visa là phải về nước đó rồi rồi chuyển định cư không được thì sao đây? Hoặc là đi qua chương trình SBO 491 phải đầu tư tốn tốn quá chừng tiền đó rồi rồi có phải dễ dàng đâu. Nếu mà dễ vậy thân cô thế cô đi qua nước ngoài mà được định cư mà dễ dàng được thì dân tình của Việt Nam mình đi định cư hết chứ Hết cần rồi. gì phải đi du học rồi phải chuyển ngành tùm lum tà la, đúng không? Người ta không có hiểu. Nói chung là bây giờ em tóm lại là có ba ý. Thứ nhất, tiếng Anh có hay không, cho dù không có tiếng Anh thì muốn bảo lãnh cũng không có bảo lãnh được nè, cái đó thứ nhất. Đúng rồi. Cái thứ hai là bằng cấp, bằng cấp anh có cái bằng cấp chuyên môn gì nè, hoặc là anh mới tốt nghiệp phổ thông thì rất là khó đúng không, anh phải có bằng cấp gì đó. Và Đúng thứ rồi. ba là kinh nghiệm của anh làm trong cái lĩnh vực mà anh có bằng cấp đó bao lâu rồi người ta mới Đúng mới bảo rồi, lãnh. ngành Và nghề chuyên môn liên quan. Cái ông mới về đại học, ổng có chuyên môn nhưng mà cái ngành nghề đó nó không nằm trong một định cư. Bây giờ nếu qua bảo lãnh lao động để chuyển thì cũng được. Nước Úc cũng có những ngành nghề chuyên môn vẫn được bảo lãnh đi qua từ 482 rồi chuyển qua 186. Tuy nhiên những cái người chủ doanh nghiệp ở Úc thì ngoại trừ là họ là có thân nhân, họ họ là thân nhân bà con ruột thịt với cái người lao động mà đi muốn chuyển đổi đó thì họ 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 không không có gì để bàn ấy. Chỉ có tốn phí luật sư phí visa thì nó không có đáng kể gì để mà nói tới. Em nghĩ là thân gì thân à, mình làm không được việc người ta cũng sẽ không bảo lãnh đâu. Thứ nhất là phải bản thân mình phải làm được việc trước đó, đúng không? Chị công nhận em điều Đúng này không? rồi, đúng rồi. Em biết gì 482 lương tối thiểu là bao nhiêu tiền rồi đó? 70.000. 70.000 đó. 70.000 một năm, tức bằng 1% thuế thu nhập trên cái số tiền đó khá là nhiều. Thứ nhất là chủ họ họ trả mức lương đó họ cũng sót, họ phải coi cái năng lực làm việc. Còn nếu không là cũng là under table luôn, nghĩa là trên danh nghĩa là trả lương 70 còn thực tế đi Mà làm trả lương thực tế hai mấy là 30.000, 40.000, 50.000 gì đó là câu chuyện giữa hai bên bàn với nhau. em thấy là trả tiền cho người Úc còn rẻ hơn trả tiền cho mấy bạn mới qua nữa. Thứ nhất mấy bạn mới qua đòi hỏi, thứ hai tay nghề sao bằng mấy người ở đây lâu năm được, mà nhiều khi mấy người đây lâu năm người ta còn chịu mức lương 50 mấy 60 ngàn, mấy bạn mới qua đòi 70 cho đúng, cái đó là khó lắm, mấy Khó bạn lắm, không người chịu. ta sẽ không thể nào chịu nổi cái mức lương mà một người làm nước ngoài vô để đi theo chương trình 482 đâu. Tiếng Mà Anh nếu tiếng anh Anh chưa đủ thì giỏi để nó mà không làm công ra. việc đó. Thực tế đó nha. Năm nay là nước Úc đang thiếu nhân công nhân lực ở những ngành nghề phổ thông, làm bếp, làm bánh. Nếu như các bạn nào đang ở Úc mà giỏi nghề thật sự, có tiếng Anh, các bạn sẽ có thể kiếm được job mà không phải tốn nhiều tiền. Cái là thực tế luôn. Tại vì trong thời điểm hiện tại chị có rất là nhiều đơn vị gọi điện hoặc là nhắn gửi là bên em đang cần người. Nếu mà chị có người nào giỏi nhưng mà họ phải nói một câu là người đó phải giỏi và chịu khó thật sự á, chịu khó không cũng có thể được nhưng mà không có nghề mà người ta dạy từ đầu là họ không dạy đâu. Thứ nhất là tiếng Anh, à họ nói là có biết tiếng Anh. Cái thứ hai là người đó phải chịu khó học hỏi và biết gắn bó lâu dài thì họ sẽ chịu bỏ thời gian ra để đào tạo thêm cho người đó. Nhưng bây giờ nếu mà người đó không đủ giỏi thì làm sao lấy được cái bằng nghề đầu bếp hay làm bánh gì đó để mà các đơn vị đó bảo lãnh vô. Cho nên là cái visa đó gần như là cái người đi dịch đi qua là không có cơ hội để mà chuyển đổi được ở cái ngành nghề phổ thông đó. Thì bản thân ở Việt Nam lúc ta nộp visa bảo đảm luôn là họ đăng ký visa du lịch họ cứ nghĩ đến chuyện là họ đi được Úc thôi. Họ không đi làm những ngành nghề mà có khả năng định cư được giống như mà chị em ta mới nói. Ví dụ làm bếp, làm bánh hoặc làm thợ xây dựng, những ngành nghề đó là những ngành nghề phải yêu cầu có một khoảng thời gian làm nghề thật sự, có bằng cấp hoặc là không có bằng cấp cũng được, nhưng kinh nghiệm làm việc phải đủ thì mới làm được cái ABA bằng cấp nghề ở Úc, rồi sau đó chúng ta mới chuyển qua chương trình bảo lãnh lao động. Vậy thì những cái người nào mà giỏi nghề thật sự thì cơ hội vô cùng nhiều, nhưng mà người không có giỏi nghề hoặc tiếng Anh dở thì bây giờ đi qua Úc mà để chuyển đổi 482 là căng như gì đó luôn, tại vì rất là căng thẳng. Họ sẽ không chịu bỏ lãnh một cái người để mình phải trở thành ở cái người giống như là cái người là vú nuôi gì đó, tại vì người ta đâu có làm được, phải dạy nghề rồi hướng dẫn rồi làm này làm kia Thời gian lắm. dạy rồi rồi rồi
lương bao nhiêu để mà bà trả cho vừa đây, nếu mà người quen rồi còn còn phải cả nể rồi chuyện này chuyện kia xích mích anh chị em với nhau rất là phiền hà, cho nên chưa chắc là người ta chịu nhận. Mà còn nếu người ngoài thì người ta đòi hỏi cái kỹ năng người đó phải đủ tốt, khả năng làm việc chịu đựng vất vả phải tốt thì người ta mới làm, chứ không thì người ta sẽ không có bỏ thời gian ra đi làm cái chuyện bảo lãnh ai đi vô, mà chỉ có nhằm giải quyết công việc tạm thời thiếu hụt, mà sau đó là một cái hệ lụy phía sau là không thể nào giải quyết được cho những người khác giỏi nghề hơn để vô cái nhà hàng hay là khách sạn đó hoặc là cái tiệm bánh đó, để mà người ta cần người thật sự mà giúp đỡ họ làm ăn kinh doanh. Chứ còn nếu mà lấy tiền phí bảo lãnh không thì thực sự là không phải là nhiều đơn vị đâu. Cho nên vẫn là câu chuyện bạn nào muốn giỏi nghề mà đi qua Úc để định cư cho nó dễ hơn thì cũng phải cân nhắc lại, tại vì cũng có nhiều người đi qua đó đứng cái này trong cái nọ, biết thằng chủ nó nhận được một tháng hai tháng nó đuổi cha mất, tại vì nó thấy cái người này là cứ tơ tưởng cái chuyện là định cư thôi, cứ muốn định cư rồi kiếm cách để mà làm này làm kia để được định cư, cho nên là công việc thì không có lo, học hành thì cũng có kiến thức một chút đỉnh gì đó nhưng mà lại không có cái tiếng Anh đủ để mà làm việc, rồi thì họ tội dạy gì để mà họ làm cái chuyện như mình muốn là bỏ lãnh cho mình để được ở lại. Dĩ nhiên con đường phía sau thì phải 482 để dừng lại đâu. Các bạn nhà ta thế nào chẳng muốn định cư, đúng không? Chẳng lẽ 482 2 năm rồi về? Chắc chắn là không. Ai cũng muốn định cư cả. Nhưng mà để định cư phía sau á, họ lại phải đưa ra điều kiện nữa. Đó là nếu như bạn gắn bó được với tôi thời gian bao lâu thì tôi nhận bạn vô, tôi bỏ lãnh bạn, tôi có thể là không thu phí, tôi có thể giúp đỡ bạn để bạn hoàn thành tất cả các vấn đề, nhưng bạn phải xem các việc kinh doanh này của tôi là nguồn sống của bạn, chính bạn luôn, tại vì bạn phải kiếm tiền cho tôi nữa. Chứ bạn cứ lo công việc của bạn không, rồi công việc này bạn bỏ dở, bạn chạy qua công việc khác để bạn kiếm cơ hội định cư tốt hơn so với ở chỗ tôi. Thì đó là những cái người mà học chịu bỏ lãnh thì họ sẽ nói như vậy. Thì nên chi phí là không có giá, tại vì bây giờ hiện tại là những cái nơi bảo lãnh đó, nếu mà họ nhận người mà họ cần người thật sự á thì họ sẵn sàng kể cả chuyện tài trợ chi phí cho người lao động, hoặc là người lao động phải trả tiền chi phí visa, lệ phí visa cho mình và cả gia đình mình. Còn cái người chủ thì họ sẽ trả phí bảo lãnh doanh nghiệp của họ, phí nào liên quan đến doanh nghiệp thôi, còn cái gì của người lao động tự trả thì cũng không có nhiều. Nhưng mà giờ cái cơ hội để kiếm được cái job đó thực sự là cũng không phải dễ. Thì bản thân chị làm thẩm định nghề xong, khách hàng của chị họ thi tiếng Anh chưa đủ, họ muốn định cư á, nhưng mà giờ tiếng Anh họ thi chưa được BT50, chưa thi được IELTS 6.0, họ không làm visa được. Nói thiệt luôn với em là mấy nay chị tìm được 3-4 cái job gì đó là cho tụi nó phi hết luôn á, tại vì những cái chỗ đó chị quen. Chị cho họ thông tin, chị nói bây giờ là thằng này nè, nó giỏi nghề nè, nó cũng tốt tính á, mà thi tiếng Anh không có nổi, rồi anh chị em thấy cái giúp được cái nó thì giúp giùm cho nó cái, rồi nó qua ráng nó làm. Thế là người ta nghĩ là chỗ chị giới thiệu cũng quen thân, thôi chị gọi điện hỏi thêm còn nó làm được việc hay không thì mình sẽ nhận. Mà nói thiệt, phỏng vấn 2-3 người là nhận hết. Tóm lại là những cái đứa mà hai người vừa rồi là chị giới thiệu qua là họ đều nhận, ba người thậm chí là chị đưa hồ sơ giùm qua luôn, rồi người ta gọi điện người ta phỏng vấn rồi người ta nhận người. Giống như là mình dạy nghề cho họ, mình hỗ trợ cái phần thực nghề xong hết rồi, cái gì cũng có hết rồi. Bây giờ là đến chỗ bỏ lãnh đó mà họ cũng kiếm mình luôn á. Em biết rồi. Còn giờ đi qua bên nước ngoài mà nói là tôi đang ở nước Úc rồi, bây giờ ở đây thì bao nhiêu người cần cái gì tôi không kiếm được job, để cứ để cho họ đi tìm đi, đúng không? Để cho họ tự tìm đi, cho họ khôn lên. Còn cái chi phí thì nói luôn với họ là bây giờ nhiệm vụ của người mà luật sư thì họ làm visa đó. Thì họ chỉ soạn hồ sơ giấy tờ là không phải, họ chỉ nộp visa là chính. Các chứng từ giấy tờ là người lao động phải tự soạn, cho nên nó sẽ có những cái barem phí khác nhau tùy theo cái lượng hồ sơ thông tin mà người lao động có thể cung cấp được. Ví dụ giờ mình nói là một cái đơn vị nó phải giải quyết cái vấn đề là job offer, phải kiếm job, phải có kiếm người lao động, lao động thì họ thu thêm phí bảo lãnh lao động đó, đúng không? Mà phí bảo lãnh lao động đó thì nếu mà cái phí bình thường nhất đó, có thể là 10.000 hay là 15.000 gì là phí môi giới lao động ở Úc. Em cũng biết mà, mấy công ty job hunter, những công ty săn đầu người, những công ty cung cấp nguồn nhân lực nó phải lấy 1-2 tháng lương mà chủ trả hoặc là người lao động trả, thì đó là có cả hai đó, thì đó là chuyện bình thường. Nhưng đó là chuyện dành cho những người giỏi nghề thật sự và kiếm được cái nơi bảo lãnh mà họ đang cần người thật sự, thì cái thằng môi giới giới thiệu việc làm đó, nó thu phí chỉ là phí giới thiệu việc làm mà thôi, rồi sau đó công ty kia nó sẽ hỗ trợ việc chuyển đổi visa. Trước mắt là đưa cái CV, mình xem trên trình hình thực tế là họ có bằng cấp gì, kinh nghiệm làm việc gì, họ có tiếng Anh hay chưa, rồi bây giờ nhu cầu của họ là visa lao động, đúng không, làm ngành nghề gì. Nếu như mà bằng cấp chuyên môn đó, nghề nghiệp đó mà nó phù hợp với công việc mà chúng ta có thể sắp xếp được ngay lập tức ở những nghề nghề chuyên môn cao, thì chị cũng sẵn sàng đi làm việc các luật sư với chị để mà sắp xếp cho các bạn. Còn nếu mà ngành nghề phổ thông thì lại phải nói là cái chuyện là
học nghề đó như thế nào, hoặc là chưa có kỹ năng mà chỉ có cái bằng cấp học xong rồi chưa chưa có làm nghề gì cả, thì phải lo mà đi 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 kiếm một cái công việc tương tự là xin việc làm ở Úc để đi làm đi học việc đó, rồi từ từ mình mới chuyển đổi với ai ai đâu mà chuyển 482, vì 482 bây giờ là yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên, mà muốn làm thẩm định nghề là 3 năm kinh nghiệm. Thế vậy thì bạn phải có cái kỹ năng nghề nghiệp tương đương, còn còn cái chuyện mà đủ kinh nghiệm làm việc hay không để làm cái visa đó thì cũng phải coi lại, nó dựa dựa vào cái số lượng thời gian kinh nghiệm làm việc, số số ngày, số tháng, số năm bạn ấy làm việc ở ở nước ngoài nữa, chứ còn còn không có xác định được cái chuyện là bạn có đủ điều kiện để nộp 482 hay không. Mấy bạn mà học viên của mình á, học từ Việt Nam rồi có nhiều kinh nghiệm làm bếp rồi nọ thì mình giúp phát một nó dễ. Còn mấy bạn mà ở đây thì mình cũng chẳng biết mấy bạn làm sao, rồi mình cũng đâu có biết được tay nghề làm sao, rồi tại mấy bạn mở miệng ra nói em siêng lắm rồi này nọ, ai biết được đâu. Mình giới thiệu qua nhiều khi đứng núi này trông núi nọ, giống như hồi Đúng, nãy chị mới đứng nói này trong đó. núi nọ Mấy đó. bạn Tại cần vì cần cái chị đã nói gặp rồi. em cũng gặp nhiều lần rồi, mấy bạn nói em siêng lắm, em tay nghề, vô thử việc với em một ngày là thấy em thấy không xong là em đuổi luôn à, làm thì làm biếng rồi xong rồi tay nghề đâu mà làm xây dựng không biết gì hết á, mà kêu tay nghề em cao lắm. Trời ơi, bởi vậy vậy thì sao mà dám mình dám tự tin mà đi giới thiệu các bạn cho những người mà họ đang cần người thật sự giỏi nghề Dạ thật đúng sự rồi, họ mới nhận. để cho họ Bây giờ la mới mình nói luôn là á. họ lại còn còn nói là tại sao lại bắt họ vô cái thế khó khăn nữa, Đúng rồi. thì tại cứ 1 ngày 2 ngày không nói, 1 tháng 2 tháng mà họ mới học được chút chút đỉnh cái họ lại lại dòm cái chỗ khác khá hơn, họ lại nhảy mất cha, là khi Đó đó là họ phải phải training cho một người mới, họ là phải dạy nghề cho tốn người thời mới, có gian phải cho làm khổ nhé, sở là đúng rồi không? chứ không thôi là mất công phiền phức lắm, chứ không ai giúp miễn phí đó chị ơi. Tại vì chẳng hà là ngay từ đầu nói chuyện với nhau là em chỉ được nghề tới đây, bây giờ em sẵn sàng chịu khó em đi làm trong bao nhiêu tháng bao nhiêu năm đó là em sẽ chấp nhận mức lương như vậy, anh chị dạy nghề cho em rồi em cố gắng em học hỏi, anh chị sẽ còn còn người ta còn suy nghĩ, còn bây giờ cứ 1 2 3 là em giỏi nghề lắm, em đủ điều kiện này thế này thế kia rồi 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 cứ 1 2 là làm việc được, sẽ được nhận tiền lương, nhưng mà bản thân cái người chủ ở Úc á, em cũng biết mà họ bây giờ cũng khôn ngoan lắm, vì đâu có giống như ngày trước mà nói là nhận lao động nước ngoài vô mà lương lương chút tay cứ 54.000 55.000 họ còn xoay sở được, họ còn còn ấy được, bây giờ lương tới 70.000 mà nếu như mình nói Rồi còn là bảo lãnh tôi giùm trả cho để vô tiền mà dạ, trả lương giùm cho để mà đủ điều kiện chuyển PR nữa là họ khóc luôn với em đó. Tại tiểu à, sao họ phải chịu trách nhiệm đó đi cái chuyện là anh đó chỉ làm được kỹ năng tới đây thôi mà tôi phải trả lên tới 70.000 là tôi lấy lương là tôi trả cho ảnh. Bây giờ tôi không không trả cho ảnh thì anh không được PR. Rồi doanh nghiệp của đáng tôi gặp máu rắc luôn rối bụi với chú. À doanh nghiệp à. của tôi gặp rắc rối bụi với chú thì tôi trả lương thấp hơn 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 quy định của chính phủ. Thì sở thuế nó tới, nó thành thanh tra nó kêu mày vi phạm luật pháp, bóc lột người lao động, rồi trả lương dưới mức yêu cầu, đi kiện tụng đúng không? Rồi nó quay quay qua nó kiện mà tụng mình là gì vi phạm luật lao động đó, thì nó vẫn chơi nha, lấy cái hợp đồng lao động xong ký ít nhất là 70.000 nộp visa, xong nó quay về nó kêu ừ hôm trước này nó ký cho tao là 70.000 nè, bây giờ nó trả cho tao có 25.000 một tháng thôi, quay hắn 5.000 thôi, nó lấy hết phí của tao rồi, lúc đó làm sao? Ồ chính phủ nó phạt cho mày chết, cho nên là 35.000 cho một người đó. Vậy thì chỉ có mà theo con đường nào mà rõ ràng minh bạch một chút, đừng có mà lừa người ta bảo lãnh mình giùm rồi sau đó lại lại quay đi kiện người ta, hoặc là cứ nhờ trên danh nghĩa sau đó rồi lại nói là tại vì em không biết bên này thế này bên này thế kia, bây giờ cái khí hậu thế này rồi công việc của em hồi giờ nó chỉ tới đây mà thôi, bây giờ nó như thế này em không làm được như thế này thế là có thể mày không, rất là phiền, cho nên tốt nhất mấy bạn phải đi tham khảo thị trường cái đã, đi vòng vòng coi thử, đi làm thử xem thử mình có làm việc được trong môi trường chuyên nghiệp ở Úc hay không. Chủ nào cũng muốn bảo lãnh hết á, đúng không? Chủ chị là chủ doanh nghiệp rồi chị cũng biết, em cũng chủ Đúng. nghiệp em biết. Chủ là muốn bảo lãnh, nhưng mà thật sự mấy bạn thứ nhất là mấy bạn không đủ kinh nghiệm, hoặc là thứ hai bạn có kinh nghiệm ở lĩnh vực khác chứ không phải cái lĩnh vực mà doanh nghiệp ở bên Úc người ta mong muốn. Và thứ ba nữa, các bạn làm việc thực sự là cái năng suất, năng lực làm việc của các bạn á, người Việt Nam qua không bao giờ bằng người Úc được. Các bạn phải hiểu cái điều đó và qua đây phải cố gắng chăm chỉ mà làm việc thì người ta mới mong người ta nhận các bạn. Và 40 tiếng người ta làm việc ở bên này là làm việc là coi như là đổ mồ hôi sôi nước mắt đó, làm hồng 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 hộc chứ không phải vừa làm gì chơi. Đó mấy bạn qua làm gì chơi là đa số, nên các bạn không có hiểu được cái vận hành của bên doanh nghiệp ở bên Úc nó làm việc nó khác.